thì ra cái app này thì ở trong đây có hai lựa chọn. Các bạn dùng Android có thể ở bên trên và App Store thì bấm bên dưới. Thì khi các bạn tải cái app xong nó sẽ là cái app này. Rồi đến feed đây. Đấy, đấy là cái app đó. Rồi sau khi chúng ta tải cái app này về xong thì chúng ta vào phần cài đặt trong Bluetooth. Mình sẽ kết nối, mình sẽ vào cái phần Bluetooth của điện thoại trước đây. Mình sẽ kết nối cài đặt Bluetooth đây. Mình bật lên. Khi mình bật lên rồi thì nó sẽ hiện con 6 đây này. Mình bấm kết nối vào đây. Đấy, mình đợi nó kết nối. Đấy, khi đã kết nối xong rồi thì mình sẽ mở đây, sẽ bật cái đồng bộ hóa danh bạ lên để cho nó có thể đồng bộ được hóa danh bạ. Khi đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào danh bạ đây để nó đồng bộ báo với điện thoại. Đây, nó sẽ hiện là đang đồng bộ luôn đây. Các bạn thấy nó chạy không? Okay. Sau khi đồng bộ hóa danh bạ xong thì đây các bạn sẽ thấy đây. Các bạn vào danh bạ này. Đây, nó sẽ có danh bạ các bạn có thể chỉnh này. Bản này có vẫn có nút xoay các bạn nhé. Đây. Đấy nhất. Và thứ hai là sau khi kết nối đầu ngoài này rồi thì các bạn sẽ vào trong cái phần Relay Fit đây. Các bạn kết nối qua app một lần nữa. Thì đây các bạn sẽ có trên thiết bị này. Mình sẽ hủy hết cả các cái thiết bị cũ của mình đi nhá. Sau đó mình sẽ quét thiết bị mới. Mình sẽ quét cái này là cái Watch 6 này. Mình sẽ bấm một cái. Ghép đôi này. Cho phép này. Đấy, tại vì là mình đã kết nối ở Bluetooth rồi cho nên là nó sẽ đồng bộ đây luôn. Thì sau khi đấy là chúng ta đã kết nối xong rồi. Thì ở đây dùng có hướng dẫn sử dụng có những cái gì. Cho nên nếu như để chúng ta chắc chắn là chúng ta đã kết nối được thì chúng ta bấm thiết bị. Nó sẽ kêu luôn. Nếu như đồng hồ chúng ta kêu luôn như này thì chắc chắn là đúng mình đã kết nối đúng thiết bị rồi. Thì ngoài ra ở phiên bản này chúng ta vẫn có thể những cái chức năng chính như kiểu là đổi màn hình thì mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ bấm đây cho các bạn xem. Đây chúng ta sẽ vào quay số lựa chọn. Đây, trong này nó sẽ có nhiều màn hình để các bạn có thể lựa chọn này. Mình sẽ bấm vào phần tùy chỉnh. Mình sẽ chọn ảnh. Mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ nhá. Ở đây đây mình cho cái ảnh iPod này đi. Đấy, sau đó mình bấm hoàn thành. Đây mình có vị trí thời gian mình có thể tùy chỉnh này, phía trên bên trái này, phía trên bên phải này. Đấy. Còn nó có thể tùy chỉnh, sau đó mình bấm tiết kiệm. Đấy, nó sẽ load cái này. Trong thời gian load để các bạn đợi một lúc thì nó sẽ có thể ấy được. Đợi load một lúc thì chúng ta có thể tải được hình nền lên, chỉ cần chạy xong rồi là được. Ok. Bây giờ chúc mình sẽ đổi hình nền xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng tiếp theo nhé. Trong này ngoài ra có những chức năng như kiểu là đếm bước chân này, đo nhịp tim này, nhận thông báo Facebook này, nhận thông báo tin nhắn này, đều có đủ hết, cả nhận cuộc gọi nữa. Các bạn cũng có thể điều chỉnh chơi nhạc từ xa nữa, có khá nhiều chức năng thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lượt luôn. Đây cái phần đổi màn hình là cái phần lâu nhất mình thấy. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể tham khảo với mình nhé. Okay. Ngoài ra đây, nút xoay đây, các bạn thấy đây, chúng ta có thể xoay điều chỉnh được.